Hôm nay chúng ta sẽ room tour cái phòng đồ chơi của Đan. Đấy, phòng này thì bố chỉ có nhiệm vụ là trông coi với cả lau dọn hộ thôi, chứ còn đâu phòng này là phòng của bạn Đan. Đúng không con? Rồi con vào con giới thiệu phòng của con đi. Hay thôi để bố giới thiệu nhé. Phòng này thì toàn bộ là mình cũng nói với vợ mình là mình mua cho bạn Đan. Đấy, phòng của Đan là phòng của mình. Đầu tiên là một con mô hình Zoro tỷ lệ 1/3, cao khoảng 7 mấy cm á. Tiếp đến là một cái khoang rừng rú mình quên, bạn đang set up theo kiểu rừng rú. Đấy. Đây là Zoro Pop. Đấy. Đây là hai con Jisin đang ngồi quanh bếp lửa. Đây là kiểu như là cặp vợ chồng tộc trưởng và vợ của bộ lạc. Đấy, đây là bản kiểu như là tranh. Đấy, cái mô hình kia thì mình làm cho bạn Đan. Đấy, mình repaint cho bạn Đan thành boa bộ lạc. Trên đây là mình bạn đang đang set up một bữa tiệc gọi là luxury. Đấy, tiệc cưới luxury Zoro này, AC này, Luffy, Boa Hancock, Sabo và Sanji. Đấy, cái này thì bạn đang bạn ấy cái này chưa đến sinh nhật bạn đang, nhưng khi nào đến sinh nhật bạn đang thì tặng cho bạn thêm mấy cái mô hình nữa, tại vì Studio thì cũng ra thêm rồi, tuy nhiên là chưa mua bổ sung được, chưa mua tặng bạn Đan được tại chưa có dịp. Mình thì mình chỉ mua hộ thôi. Ngăn trên này thì trống, chưa biết để cái gì. Hiện tại đang định bày tiểu đội sát thủ và một cái line Goku kiểu như là với Kamehameha ấy, với cụ rùa ấy. Rồi tiếp đến đi vào gian trong. Đây là chiếc máy tính để bạn Đan bạn ấy ngồi bạn ấy xem hoạt hình. Đấy. Ở dưới này thì có Luffy cầm bút. Đây là chiếc Apple Pen của bạn Đan để bạn ấy vẽ vẽ tranh trên iPad. Ừ. Ngoài ra thì ở đây có mấy cái trái ác quỷ. Cái này để làm đèn đèn ngủ. Ừ. Đúng rồi. Tiếp đến là một bạn Zoro tỷ lệ cũng 1/3 luôn, cao cũng hơn 70 cm, bằng Jisin. Đấy, đây là bản One Lô. Đây là ảnh bạn Đan bạn ấy rất yêu quý bố và chị nên bạn treo ảnh bố và chị. Đấy, ảnh của đội bóng của bố. Trong đây là mô hình Katakuri Jisin luôn. Đây có thể là tên 157 trên 55 bản trên toàn thế giới đó. Đây là bản thứ 157, trên thế giới chỉ có 553 bản thôi. Đấy, tiếp đến là khoang đầu tiên đi, ở trên là team Luffy cưỡi thuyền rồng, đua thuyền rồng. Đấy, đây là cái ngăn này là trưng bày Kaido dạng thú và những cái con đệ của nó dạng thú. Kaido đấy, X-Ray, cặp đôi Ulti, Luffy G5, đây là bố nặng cho ấy. Đây là Kaido hồi còn nhỏ, cũng là bố custom cho bạn An. Dưới này là cặp Kaido Big Mom. Ừ. Tiếp đến là team line này là line Goku bản phim Z, tức là trong một cái tranh trong đấy là có phần người trái đất ấy, đây là hội người trái đất, có một ông làm ấy. Đây là bạn Diệp xuống răng. Rồi chúng ta tạm kết thúc phần 1 của review room tour.